Siêu phẩm game nhập vai Huyễn Kiếm 3D Mobile cập bến Việt Nam. Theo thông tin FKMobi có được, thì tựa game nhập vai Huyễn Kiếm 3D đã được một nhà phát hành game lớn ở khu vực Hà Nội mua về Việt Nam thành công. Là tựa game mobile đỉnh cao, hội tụ mọi tinh hoa, kế thừa và phát huy thế mạnh của hàng loạt sản phẩm game nhập vai chủ đề tiên kiếm hiệp khác, mà Huyễn Kiếm 3D tự tin mở ra một thế giới huyền huyễn đầy thú vị, nơi con người và linh thú tồn tại song song, các thế lực tranh đấu ngày đêm bất phân thắng bại, nơi bạn sẽ là người thiết lập lại mọi trật tự, lấy chính diệt tà. Đặc sắc 1. Tự do sáng tạo, tùy biến ngoại hình. Trong game, bạn được tha hồ sáng tạo và khẳng định dấu ấn của bản thân thông qua tính năng tùy chỉnh diện mạo nhân vật, chi tiết đến từng đường tơ kẻ tóc. Đặc sắc 2. Tứ thần giao chiến, trung chuyển càn khôn. Ở phiên bản đầu game đưa ra 4 đại phái gồm Long Ngâm, Tản Cơ, Thương Thánh, Xà Thần, 8 chức nghiệp, hàng trăm skill chủ động, bị động, thiên phú khắc chế lẫn nhau trong mọi hoạt động giao tranh. Đặc biệt sự xuất hiện của class sử dụng súng sẽ là điểm phá cách cho bối cảnh tiên kiếm hiệp truyền thống. Đặc sắc 3. Hoạt động diễn ra cả ngày cho bạn tha hồ săn đồ trân quý. Khác với các thể loại game nhập vai cày cuốc dành cho di động, khi thường giới hạn hoạt động PvE, PvP theo số lượt tham gia hoặc khung giờ diễn ra, thì ở Huyễn Kiếm 3D bạn sẽ được tha hồ cày game 24/24 với đầy đủ thể thức thi đấu khác nhau. Từ săn boss, tham gia chiến trường 20v20 hay cuộc đại chiến thế lực với 480 người cùng góp mặt trên một map rộng lớn. Đó là chưa kể tới nhiều loại hình phó bản, tầng tháp, dungeon diễn ra từ quy mô solo cho tới tổ đội. Đặc sắc 4. Bộ sưu tập chiến thú cực ngầu. Đắm chìm vào huyễn giới, nơi con người và linh thú cùng tồn tại với nhau. Các chiến thú do con người nuôi dạy và huấn luyện, tương trợ chiến đấu, với hàng loạt tạo hình cực ngầu, tiến hóa đột phá sức mạnh. Ai sẽ trở thành người huấn luyện và chế ngự giỏi nhất tại đây? Đặc sắc 5. Thời trang thần thoại, mạnh cũng cần đẹp. Thời trang là yếu tố không thể thiếu với bất kỳ tựa game kiếm hiệp đỉnh cao nào. Trong Huyễn Kiếm 3D, ngoài bộ sưu tập thời trang đồ sộ cập nhật hàng tuần, bạn còn có thể nhuộm, phối trang phục theo ý thích, khẳng định cái tôi của bản thân. Đặc sắc 6. Thế giới kỳ ảo, mê đắm từng phút giây. Sử dụng công nghệ đồ họa tân tiến mà mọi cảnh sắc trong game đều tỏ ra vô cùng chân thực. Có thể kể đến việc bốn mùa thay đổi liên tục, hiệu ứng ngày và đêm cũng góp mặt, đưa bạn đến một thế giới giang hồ trong mộng chưa từng xuất hiện trên nền tảng di động. Thế giới quan rộng lớn, cảnh vật trữ tình, cả đất trời tươi đẹp như thu gọn vào lòng tay bạn.